chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại anh em mình nãy giờ đi kiếm, nãy buổi trời cũng phát hiện những tổ không mặt nha mọi người. Đó là mọi người thấy không? Cho anh nắng hay bị mờ không? Ok mọi người, tiến hành mình leo lên bắt nha mọi người. Bấm nó nói chữ đó thôi là nó quen không? Rồi, đang là số. Ok, mình tiến hành lấy khói nha mọi người. Đưa điện thoại tao, đưa điện thoại mày tao. Có nhánh thanh long rồi. Dạ. Nhưng mà ủa nhưng mà hay ổ nào? Nhưng mà hay ổ nào? Ổ này hay vậy? Qua nhà bên Dũng Ba luôn đi Un. Này nhánh nhỏ khó cắt không rồi. Thank you.
Ok, bà này phát hiện có khúc hai ổ luôn rồi. Bà này đơn giản. Hai ổ còn lành luôn rồi. Đấy, cái này đó. Bên đây ngõ luôn rồi, bên cho này ngõ, cho này ngõ. Chắc bên nha. Ok. Bà này. Nó đang phía tắt hả? Ui. Ảo quá mọi người. Thì anh em mình cũng vừa lép tổ con mặt bên kia xong rồi. Để tiếp tục đi bắt con vườn rồi. Đi con mặt bắt nữa. Hôm nay anh em đi hết trưa nha mọi người. Thì nãy đi là cũng 11 giờ. Là công chuyện nhà xong hết rồi đi rồi xong luôn. Em mình ơi con mặt đấy. Mày con ơi. Để giữ coi. Để mọi người. Cho anh em mình nó lấy ổ này rồi ra ngoài xử lý ổ này luôn mọi người. Để mặt. Nó bị đổi cái thịt mọi người. Phía đằng. Ở nào cũng đổi cho thịt mọi người. Đây khói nhiều quá. Bếp của mọi người. Em mình làm nổi quá. Ơi không dây cầm dây chứ. Đấy không lấy kiểm tra. Mày làm đổi quá. Đúng rồi thật quá. Ok mọi người, rồi mình tiến hành đem cái xe nha mọi người.